Phục hồi làn da thâm sau mụn được ví như cuộc cách mạng giúp thay tấm áo mới cho làn da, hồi sinh và tái tạo lại vẻ ngoài tươi mới, khỏe mạnh vốn có và trả lại cho bạn làn da trắng sáng không tì vết. Tinh chất giúp tái tạo da mới là giải pháp hoàn hảo và toàn diện, giúp thay mới làn da, thô sần, xỉn màu, vết thâm sau mụn trở nên tươi mới, sáng mịn không tì vết. Lactic acid được ứng dụng nhiều trong các sản phẩm chăm sóc da, có khả năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, khiến cho các tế bào cũ, xỉn màu được bong ra bằng cách phá vỡ liên kết của chúng. Arginine, thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc phân chia tế bào, phục hồi và chữa lành thương tổn, tăng cường sức đề kháng cho da, giảm nguy cơ kích ứng da, đồng thời gia tăng hiệu quả của lactic acid. Chiết xuất sinh vật phù du biển, tăng cường khả năng phục hồi da, bảo vệ da chống lại những tác nhân có hại từ tia UV. Chirakiller Sun Isolate, bảo vệ da khỏi các tác hại của ánh sáng mặt trời. Giờ đây, những vết sẹo thâm do mụn không còn là khuyết điểm khiến bạn mất tự tin vì đã có Dermarenewal Serum.